This is true. Anh ơi! Hôm nay chị mua cây thỏ nhưng chưa đen. Em đâu á? Ôi trời ơi, nhanh quá, lỡ quá. Hừa lắm. Nhanh! Thằng tên à? Tôi còn đang bận lắm. Ôi, thằng đi nghe đi. Thế xem tôi đẹp chưa? Con chưa? Rồi. Đào nhá. Mua đào thì phải đắt lắm. Nhà mình làm gì có tiền. Ôi, mua đào đi. Năm nay chơi đào, năm trước chơi quất rồi. Chắc à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.